Alo, xin chào quý vị, cô chú, các anh chị và các bạn nha. Hiện tại chúng ta đang đứng ở tại ngã tư Tú Xương và Bảo Hiểm Thanh Quang. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá đường Bảo Hiểm Thanh Quang. Chúng ta sẽ đi từ ngã tư Tú Xương, Bảo Hiểm Thanh Quang cho đến hết đường Bảo Hiểm Thanh Quang này, cắt ngang đó là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Trước đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai trước năm 75 có tên là đường Hồng Thập Tự. Rồi chúng ta cùng đi nha, chúng ta cùng nhau đi loanh quanh Sài Gòn coi là Sài Gòn hôm nay đã có những gì thay đổi, cuộc sống Sài Gòn diễn ra như thế nào ở đường Bảo Hiểm Thanh Quang này nha quý vị nha. Bên tay trái của chúng ta là bên kia là bệnh viện mắt nè. Đây là một cơ sở của bệnh viện mắt, bên này cũng có một, bên tay phải là cũng có một cơ sở bệnh viện mắt nữa. Bệnh viện mắt trước năm 75 là thuộc về dòng Sambon, nên trước năm 75 người ta nói bệnh viện Sambon là bệnh viện chuyên về mắt của các sơ, các nữ tu dòng Sambon. Trước mặt chúng ta đang là ngã tư Bảo Hiểm Thanh Quang và đường Điện Biên Phủ. Ở bên góc bên hướng tay trái của chúng ta đó là trường Nguyễn Thị Minh Khai. Trước năm 1975 thì trường Nguyễn Thị Minh Khai này là trường nữ sinh Gia Long. Rồi chúng ta cùng băng qua đường nha quý vị nha. Rồi đã đèn xanh rồi, chúng ta phải đứng lại cùng quan sát. Đây là đường Điện Biên Phủ. Đây là đường một chiều, chúng ta đường một chiều đến Biên Phủ nên chúng ta chỉ có hướng di chuyển từ bên phải qua bên trái này thôi, về hướng trường Gia Long. Đứng ngay đây thì quý vị có thể nhìn thấy một ngôi trường xây dựng theo kiểu Pháp, vẫn tồn tại cho tới ngày hôm nay, vẫn đẹp, giờ đổi tên là trường Nguyễn Thị Minh Khai. Trước đây thì trường dành cho các nữ sinh thôi, bây giờ thì còn không còn phân biệt nữa, nam nữ đều học được hết. Và ở Sài Gòn thì trường Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những trường trường điểm của thành phố. Khi vào đầu vào, các em đầu vào học sinh lớp 10 thì rất khó, lấy điểm vào rất là cao. Rồi quý vị có thể nhìn thấy bên hông trường Gia Long, trường Nguyễn Thị Minh Khai nha quý vị nha. Vẫn còn đó những nét cổ kính, vẫn còn đó những hàng me. Nhìn vào kiến trúc này là chúng ta biết được là đã xây từ rất lâu, từ thời Pháp, mang dáng dấp của các trường của Pháp xây dựng. Trước mặt chúng ta là ngã ba Sư Thiện Chiếu và đường Bảo Hiểm Thanh Quang. Ở ngay góc ngã ba này có một ngôi chùa rất nổi tiếng mà khi nhắc tới Sài Gòn ai cũng biết. Quý vị đoán ra là chùa nào chưa ạ? Nó là chùa Xá Lợi đó quý vị ơi. Đây là chùa Xá Lợi. Có cây liễu này. Cũng đi một vòng ở chùa coi xem sao nha quý vị nha. Chùa Xá Lợi đây quý vị ơi. Chúng ta cùng nhau đi tham quan một vòng về chùa Xá Lợi này nha quý vị nhé. Vòng sân chùa Xá Lợi này coi. Vòng trong chùa Xá Lợi có thư viện Phật học Xá Lợi này. Đây là nếu mà đi thư viện thì đi lên đây. Đây còn có
giảng đường, giảng đường chánh trí. Giảng đường chánh trí chúng ta phải coi cái lịch thuyết pháp hàng tuần nha quý vị nha. Đây là cái lịch thuyết pháp hàng tuần của các thầy. Chùa có tổ chức các khóa học. Đây là khóa học nền tảng căn bản của Kim Căn Thừa. Rồi chúng ta cùng nhau đi ra để tiếp tục đi dạo quanh Sài Gòn trên con đường Bảo Huyện Thanh Quang. Phía trước mặt chúng ta vẫn là bên hông của trường Nguyễn Thị Minh Khai, trường Gia Long cũ. Khu vực chùa Sa Lợi này thì nổi tiếng với những quán ăn, quán nhậu, nhà hàng chuyên về cá kèo, lẩu cá kèo nướng muối ớt. Quý vị khi đến Sài Gòn hoặc là xa Sài Gòn lâu năm, khi về thăm Sài Gòn nếu mà thích món cá kèo thì có thể đến khu vực chùa Sa Lợi. Xung quanh đường Sư Thiện Chiếu thì rất nhiều nhà hàng chuyên về món cá kèo nha quý vị nha. Rồi, trước mặt chúng ta là ngã tư Ngô Thời Nhiệm và Bảo Huyện Thanh Quang. Đây là đường cắt ngang là đường Ngô Thời Nhiệm nha quý vị nha. Đường Ngô Thời Nhiệm này nếu chúng ta đi thẳng về hướng này, đi hết đường thì sẽ là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, là đường Công Lý khi xưa. Phía bên kia có cây hoa, nở hoa màu vàng rất là tuyệt vời đúng không quý vị? Con đường Bảo Huyện Thanh Quang là một trong những con đường đẹp của Sài Gòn. Quý vị nhìn thấy rất là yên tĩnh, xe cộ mật độ di chuyển không quá đông đúc, không xảy ra tình trạng kẹt xe. Hay nhất là hai bên đường vẫn còn có những cây cổ thụ. Tay phải chúng ta là câu lạc bộ Hồ Xuân Hương này quý vị, câu lạc bộ thể thao Hồ Xuân Hương. Họ dạy các môn võ này, tới đây học võ hoặc là các sân vận động của họ trong nhà thì họ cho thuê. Bóng bàn, bóng đá, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền có thể đến đây chơi. Hôm nay ở câu lạc bộ Hồ Xuân Hương đang diễn ra thi đấu thể thao gì đó mà có đài xe, nhà đài truyền hình VTV, truyền hình Việt Nam chúng ta đang đậu ở đây. Đây là cái trạm chờ xe buýt nè quý vị. Vì đón xe buýt thì đứng ở đây chờ. Khối phạm không rành là tuyến đường này thì xe buýt số mấy nó đi ngang qua tuyến đường này. Đây, câu lạc bộ Hồ Xuân Hương có sân bóng rổ này. Các bạn có thể đăng ký học ở đây hoặc là thuê sân để chơi. Rồi, câu lạc bộ Hồ Xuân Hương.
Rồi đường cắt ngang mặt chúng ta đó là đường Hồ Xuân Hương. Ta vẫn đang đi trên đường Bảo Việt Thân Quang, ngã tư này là Bảo Việt Thân Quang và Hồ Xuân Hương, quận 3, thuộc quận 3 nha quý vị nha. Rồi ta tiếp tục đi băng qua đường thôi. Bắt đầu lên tới khu vực này thì thấy là bắt đầu kinh doanh các nhà mặt bằng đây bắt đầu kinh doanh nhiều hơn ở phía dưới. Cái này bán quần áo, thời trang. Đọc ở quanh khu vực này thì là nổi tiếng từ xưa tới giờ là bán quần áo, thời trang, hàng hiệu, hàng cao cấp. Thấy rất là đẹp. Không biết là hàng chính hãng không hay là hàng làm giả thôi, mình không rành, mình không biết. Rồi đây là đường Nguyễn Đình Chiểu cắt ngang nha quý vị nha. Bà huyện Thanh Quang và Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Nguyễn Đình Chiểu này nếu mà chúng ta đi thẳng về hướng này thì là nó sẽ ra đường Lý Thái Tổ, chỗ bệnh viện Nhi Đồng đó quý vị. Rồi chúng ta tiếp tục đi thôi. Ở bên tay trái chúng ta có mì chú Tắc này. Mì chú Tắc có một quán, có một địa chỉ nữa là ở trên đường Kỳ Đồng. Quán ở chỗ mì chú Tắc, mì Kỳ Đồng thì là quán nó đơn sơ hơn, nhỏ hơn, mang cái nét cổ hơn. Chắc có lẽ mì chú Tắc ở đường Bà Huyện Thanh Quang này là chi nhánh mới sau này thôi. Nên mở thiết kế theo kiểu hiện đại hơn, phòng máy lạnh, wifi miễn phí. Mì chú Tắc được nổi tiếng là mì theo phong cách Hoa, có từ lâu đời, rất nổi tiếng ở Sài Gòn. Đây vẫn có lẩu cá kèo Bà Huyện. Đó, quý vị theo một cái nói đến khu vực Bà Huyện Thanh Quang, bắt đầu từ khu vực chùa Xá Lợi là rất là nhiều các quán chuyên về cá kèo. Rồi trước mặt chúng ta đường cắt ngang là đường Nguyễn Thị Diệu, quận 3 nha quý vị nha. Đây có hai bác, một người tàn tật đang bán vé số. Xã hội nào ở đâu cũng vậy, vẫn có những cảnh người giàu, người nghèo. Cái quan trọng là chính sách và những chế độ an sinh xã hội của nhà nước mình đã chăm lo như thế nào. Wow, đây hết tắc lề đường. Rất là đẹp. Phong cách hết tắc rất là đẹp, không cần phải cửa tiện gì hết. Không tốn tiền mặt bằng ha quý vị ha, thoải mái ngồi hết tắc dưới bóng cây mát. Được trò chuyện tâm sự. Thoải mái. Bên tay phải chúng ta là một công trường, họ đang xây dựng có lẽ là một building gì đó. Bên kia là karaoke, làn sóng xanh. Những karaoke đầu tư rất là đẹp. Chỗ này người ta chiếm hết lề đường để người ta bán nước giải khát. Nhà hàng Hương Xưa kìa quý vị. Hương Xưa này, Hương Xưa 4 nha quý vị nha. Bạn thấy cuộc sống Sài Gòn không? Bán đồ ăn chỗ nào cũng có đáp ứng nhu cầu. Khắp mọi ngõ ngách nẻo đường, lề đường nào cũng có hàng ăn, nước uống. Đây, bán nước này.
Rồi, chúng ta vừa đi ngang qua ngã tư và huyện Thanh Quang và Võ Văn Tần nha quý vị nha. Chúng ta tiếp tục đi thẳng phía trước là đường Nguyễn Thị Minh Khai cắt ngang và kết thúc con đường vào huyện Thanh Quang. Đường Nguyễn Thị Minh Khai cắt ngang trước kia, trước năm 1975 là đường Hồng Thập Tự. Bắt đầu tới ngã ba giữa và huyện Thanh Quang và Nguyễn Thị Minh Khai thì mật độ xe đã bắt đầu đông hơn, bởi vì đường Nguyễn Thị Minh Khai là một trục đường chính của Sài Gòn, kéo dài nối liền từ khu vực Nguyễn Văn Cừ, quận 5 cho tới kéo dài cho tới tận quận Bình Thạnh luôn nha quý vị nha, là tới bến xe miền Đông luôn. Đường Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những đường thuộc về khu trung tâm nên bắt đầu có những cao ốc rồi. Ở phía dưới đường Bà Huỳnh Thanh Quang thì là khu vực đó có vẻ yên tĩnh hơn. Trên này thì bắt đầu vào trung tâm, các văn phòng, công sở, các building. Rồi, và như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi lăn quanh Sài Gòn, rảo bước trên đường Bảo Huyện Thanh Quang, từ ngã tư Bảo Huyện Thanh Quang, Tú Sương, cho đến đây là ngã ba Bảo Huyện Thanh Quang và Hồng Thập Tự, Nguyễn Thị Minh Khai. Và như vậy, cô Phạm xin được kết thúc video tại đây nha. Kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, luôn an vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha quý vị nha.